Đến hàng nha anh em ơi. Cục mồi đầu tiên. Được 10 phút. Quay vô mình. Nó mỗi bên con cái vậy. Hai cái. Nãy nó bên hai ba cái rồi. Cành sao cắm thấp cái xuống nó sẽ đứng quá. Cứ nghiêng cành cắm nghiêng nó kìa. Nó bên cho nó nhẹ dễ biết. Vô chưa? Cá nhỏ, nó một nó rupi 20 giây á. Câu có cá là mua về, tại thả mồi xuống cá ăn liền. Cá bự ăn cần bên nhanh lắm. Bên lên mà e chạy luôn á. Cá bự. Ừ. Cần của mình đó hả? Hay cần của mình. Bên mà nó kêu á. Đó biết mẹ Vinh mà. Mẹ Vinh bạn ơi. Thằng đầu tiên nha. Giao lưu với anh em được con mẹ Vinh nè. Có thay thẻo không? Thay không, hay là để tháo tháo rồi tháo cá hả? Hả? Tháo cá hay là tháo cá đi rồi bỏ chung vỏ. Con cá đó là chiều về mình tính trong. Bây giờ kia con cá đầu tiên này cứ bỏ vô vỏ trước đi. Đó, vỏ rồi, vỏ. Thôi vỏ đó. Lên hàng các bạn ơi. Cá mà Vinh nữa nha, cá nhỏ nữa nha. Quất, quất kìa kìa. Quất đi. Vinh nó dưới rồi đó. Rồi. Dưới rồi đúng không? Bự nha. Nhỏ thôi. Vậy được rồi. Có dính cá là ok. Nó bự cho anh bất ngờ. Ơi. Mấy cái này cũng công sức của mình làm ra không? Đâu rồi? Kìa, nó nằm dưới kia kìa. Mày Vinh, cá mày Vinh. Đấy. Ok, được. Vậy là vui rồi. Rồi, chuẩn bị tới cần này là ờ. Còn 2-3 kg nè. Dỡ luôn, quất luôn. Chưa đâu. Mấy cái cần mà im lâu quá mới ghê á. Ờ, đó, nó đó, chính xác. Lên hàng các bạn ơi, ok, quất anh. Quất luôn, cá nhỏ mà kệ nó. Có cá là được rồi. Không quan trọng. Có không anh? Cá nhỏ hả? Chắc cua phi rồi. Phi rồi. Phi. Mày Vinh. Hơi bị to ấy nha. Con này mới làm giấy sinh ngày hôm qua. Hay quá. Con này nó mới làm giấy sinh ngày hôm qua các bạn. Bự chưa? Cú nu nặng luôn. Lên luôn, vỏ cần lên luôn. Tên hàng các bạn ơi. Cá nhỏ. Đó cái cần ngoài cùng nha. Để mình quay thử biết con cá gì các bạn. Họ ăn là coi là có dính. Nó dở cần mạnh lắm. Dở cần lên tới đó nè. Ừ, thẳng đó rồi đó. Ủa má tưởng cần bên hỏng lên rồi chứ. Từ từ. Đi đây từ. Má nó dở bên cần nên cần rung rinh luôn mà. Rồi, dính rồi. Cá nhỏ rồi. Cái profi nữa rồi. Profi. Đủ má mùi chua nè, đủ má bụp liền. Còn mồi luôn thấy không? Thấy chưa? Profi các bạn ơi. Ăn profi còn biết con mồi luôn nè. Chắc vậy á. Vậy mà nó ben nó cần đó.
Lên hàng các bạn ơi. Quất, quất, quất nó, quất nó. Đó. Dớt phải. Để dùng ra. Dùng răng đó. Quất đi, quất đi. Có không? Kỳ vậy? Có không? Không, nhẹ nè. Để thì lát nữa để lâu lên. Để ta cần nó lên dưới ta, ăn hoài ta. Chùm nho lăn xe vậy? Chùm nho móc ra vừa vừa lửa câu thôi. Đó. Chính kè, Đô Phi kè, ở đây, đó. Có Đô Phi nè, chưa? Cái bụng nó mập lù luôn. Nè, với con phi nè, anh nó không dính đâu, không có đâu. Đó. Cá đây chắc ăn mà rỉ mồi không mà. Được phi là được rồi. Cục chì con cá là ok. Con cá là ok. Cục chì bằng cá. Luôn. Đây là bạn ở trên Long Khánh nha các bạn. Để giới thiệu mọi người bạn tên gì luôn. Mình tên Nam. Đó, tên Nam. Đến từ Long Khánh. Long Khánh. Đây nữa. Mình tên Cường đến từ Nhân Trạch. Phép chốt tên nha. Bạn ở Suối Suối Tre đúng không? Ở Suối Tre. Kê, đây ba ba người. Nè bạn ơi, giật quay luôn. Rồi, dính rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Woo, dính rồi. Ê, cá gì vậy? Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ra, rồi. Đi ra tí xíu, cần đi ra tí xíu vô cái cần kia bây giờ. Cá nhỏ nha. Cá mè dinh. Mày Vinh các bạn ơi. Mày Vinh nha. Đó, đã chưa nè. Mồi hiệu quả các bạn ơi. Mồi quá tốt. Câu cá là vui rồi. Trời, có cá là vui lắm luôn rồi. Quá vui luôn gì nữa. Mồi bắt đầu có công hiệu. Mồi bắt đầu có công hiệu. Chị được mấy con cá này rồi đó. Được, 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 việc. Đúng. Hồ nào cái ăn nhất là phải dùng cái bài mồi này. Đã quá, đã quá. Đi câu đeo kiếm đen kìa. Anh hàng nha anh em ơi. Cá nhỏ nha nha. Đó, thấy cần nhân trắng không? Quất, 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 quất. Cá nhỏ rồi, quất luôn. Đó. Không phải không cảm nha, cái cục máy nó không được mực mà cho lắm. Uống luôn không à. Vậy đi. Tại vì thuyền nhỏ thì sóng nhỏ. Ừ. Đi lại qua đây là gì? Đứng đó dưới bình á. Đứng qua đây chính giờ. Ta không nghe chạy tới chỗ luôn. Cái nhỏ rồi. Nặng không? Hơi hơi rồi. Xong rồi. Chị quay kỳ vô rồi chị ơi. Kệ đi. Thua gì mà. Có không? Đây nó dướng cái cần kia rồi. Dướng rồi. Dướng cần cần rồi, dướng rồi. Kệ, có viên cá được rồi. Okay. Quan trọng cái gì đó? Con cá mày dính kìa, Đô Phi. Đô bẹp. Phi. Có cá được rồi. Con cá này chưa có giấy khai sinh luôn. Kệ, nó mới làm ngày hôm qua đó. Mới làm ra. Mới làm ngày hôm qua xong. Xuống 5 phút bỏ lưới đây. Nhanh thiệt á. Công nhận sát cá nè. Chắc nó lựa cua bắp nó ăn. Đó, thì cá lựa con nào mà giỏi nhất để ăn trước. Còn ngon để ăn sau.